Ví dụ ra ngoài đường không biết mặc gì, đơn giản chỉ cần khoác quần áo này vào là xong. Đây, nhá, lại còn lên form đẹp nữa, vai viết các kiểu to ra nữa. Giới thiệu với các bác một chiếc bomber jacket với mức giá 350.000. Nhưng mình khẳng định có thể ăn đứt được những con áo 500. Và tại sao lại như thế? Bên ngoài thì mình sử dụng cái chất liệu dù mà sau 1 đến 2 năm sử dụng nó vẫn giữ được cái độ màu đen tuyền ấy, nhìn như mới luôn. Trần bông toàn bộ quần áo này bằng trần bông quả chám nhá. Vừa dày dặn này, ấm áp này, mà khi các bạn giặt thì nó sẽ không có tình trạng là dồn phao. Những cái phần chi tiết nhỏ là bo thân, bo cổ và bo tay thì mình đặt dệt riêng, và khi các bạn cầm các bạn sẽ thấy nó rất dày dặn và chắc chắn, đầm tay nhá. Cái con áo này sẽ dành cho những bạn nào mà có cái bờ vai hơi gầy một chút xíu, ví dụ như mình chẳng hạn. Đây, bạn này nhìn thấy vai của mình nhá, và khi mặc con áo này lên, mỗi bên vai nó độn thêm khoảng 3 phân, vai của mình to hơn, tỷ lệ cũng đẹp hơn luôn. Mình làm form khá là rộng cho nên là nếu trời lạnh mọi người phối thêm cho mình với hoodie. Đây, đó, mình đang phối với hoodie đây, ra vai một cái vai khá là châu Âu luôn. Có thể làm quà tặng cho bạn trai này, cho bố này, cho anh trai này, đảm bảo là người thân nhận được kiểu gì cũng rất thích, mà lại còn ấm áp nữa. Mình mới mở bán thôi đã được 500 lượt bán rồi. Đọc đánh giá đi, toàn đánh giá khen luôn, trộm vía quá. Các bạn để tham khảo quần áo này ở bên dưới, mình đang để mức giá là 400, còn 350.000. Mình khẳng định nha, anh em mua quần áo này về không ngon, mình hỗ trợ cho anh em trong vấn đề hoàn hàng vô điều kiện luôn.